được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động. Chùa Bích Động có lịch sử gần 600 năm tuổi, được xếp hạng đẹp thứ hai sau Động Hương Tích. Chùa được xây dựng trên dãy núi đá vôi Trường Yên, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, là di tích lịch sử văn hóa nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Theo sử sách, chùa Bích Động được hình thành từ năm 1428, đầu thời Hậu Lê, với quy mô là một ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi với tên ban đầu là Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng, nghĩa là ngôi chùa bằng đá đẹp và trong trắng như ngọc ở chốn thâm sơn cùng cốc. Năm 1705, vào đời vua Lê Dụ Tông, có hai vị hòa thượng pháp danh là Trí Kiên và Trí Thể đến đây thấy núi có địa thế tuyệt đẹp và đã có chùa, nên hai nhà sư quyết định dừng chân, tự mình sửa sang xây dựng lại thành ba ngôi chùa, Hạ, Trung và Thượng để tu hành. Điểm độc đáo của chùa Bích Động chính là lấy động làm chùa, và trong quần thể của chùa Bích Động gồm có ba ngôi chùa lớn là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Và nơi tôi đang đứng đây chính là chùa Hạ. Chùa Hạ thì được xây dựng dưới chân núi bằng gỗ lim và đá khối. Kiến trúc của chùa thì được xây dựng theo hình chữ đinh. Chùa Hạ gồm 5 gian được xây dựng trên một nền cao dưới chân núi. Kiến trúc được thiết kế theo kiểu chữ đinh. Mái chùa gồm 8 mái với đặc trưng 2 tầng mái uốn cong, có đầu đao cong vút uốn lượn, uyển chuyển như sóng nước thủy triều. Các cột cao hơn 4 mét đều được làm bằng đá liền một khối, không chắp nối. Điều độc đáo của chùa là núi, động và chùa bổ sung cho nhau, ẩn hiện giữa những đại thụ, làm cho chùa hòa nhập với cảnh trí thiên nhiên. Để làm được điều này ở thời điểm đó quả là rất kỳ công. Trong chùa có treo bức đại tự đề Mạo Cổ Thần Thanh bằng chữ Hán, mang ý nghĩa ca ngợi dáng dấp ngôi chùa xưa linh thiêng này. Một điểm độc đáo nữa ở chùa Bích Động chính là chiếc khánh bằng đá này có từ thế kỷ thứ 16-17, có tác dụng trừ tà, và khi ta gõ vào khánh có tiếng kêu rất vang và trong. Từ chùa Hạ bước lên 120 bậc đá theo đường hình chữ S là đến chùa Trung. Nơi đây phong cảnh rất ngoạn mục, có nhịp cầu khe suối, lầu tháp, bia thơ, núi non nối đuôi nhau chạy dài tít tắp. Ở đây hoa thơm tỏa ngát bốn mùa. Trên ba tầng núi có cây cối cổ thụ mọc xen kẽ đá. Đêm ngày tỏa bóng mát, chùa gắn liền với động, hình thành một bức tranh sơn thủy sinh động và tuyệt mỹ. Từ chùa Hạ lên chùa Trung chúng ta phải leo thêm 90 bậc đá nữa, và đây chính là ngôi chùa Trung. Chùa Trung thì có một điểm rất đặc biệt, đó là một nửa thì được gắn vào trong hang động và một nửa thì lộ thiên ra ngoài. Chùa Trung hiện nay thì có 3 gian thờ Phật. Chùa Trung được xây dựng gồm 3 gian để thờ Phật, là một ngôi chùa khá độc đáo, chỉ có phần mái và cửa lộ thiên, còn các kiến trúc còn lại đều nằm ẩn trong hang núi. Phía trên mái khắc 2 chữ Hán tự Bích Động, được đặt theo lệnh ban của chúa Trịnh Sâm. Theo ghi chép, năm 1773, trong một lần đi du ngoạn, chúa Trịnh Sâm đã quyết định đổi tên ngôi chùa từ Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng thành Bích Động. Chùa Thượng còn được gọi là chùa Động, chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chùa nằm ở vị trí cao nhất gần đỉnh núi Bích Động. Từ đây nhìn ra 5 ngọn núi trông giống như 5 cánh sen, là núi Ngũ Nhạc. Từ đỉnh núi chùa Thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh Bích Động cũng như cảnh đẹp non nước Ninh Bình. Chùa Bích Động là một dáng nét văn hóa mang tính dân tộc cao trong đời sống văn hóa làng xã, chiếm một vị trí khá đặc biệt và quan trọng trong di sản văn hóa Hoa Lư. Là một tác phẩm nghệ thuật cổ kính, trang nghiêm của con người, hòa nhập với khung cảnh thiên nhiên tươi xanh, tĩnh lặng, góp thêm cho bức tranh toàn cảnh của một vùng non nước Tam Cốc, Bích Động, được hoàn mỹ, là điểm tham quan hấp dẫn, không thể thiếu đối với những đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi khi đến với Ninh Bình.